Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 9 tháng 4 trên kênh VTTN và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị thân mến, như chúng tôi đã dự báo từ những ngày trước đó, vùng xoáy thấp ở khu vực phía nam của Biển Đông đang có xu hướng mạnh lên. Trong khoảng thời gian từ ngày mùng 9 đến ngày mùng 10 sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Không loại trừ khả năng sẽ mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 trong năm nay. Cơn bão sẽ di chuyển chậm và suy yếu. Thế nhưng, bà con ngư dân ở các khu vực vùng biển phía Nam cũng như khu vực vùng biển phía Tây, Nam quần đảo Trường Sa cần đề phòng dông lốc gió giật mạnh khi vùng áp thấp đi qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm về vùng áp thấp này cho các bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Trở lại đối với tình hình thời tiết trên đất liền. Trong những ngày tới thì nắng nóng có xu hướng gia tăng, làm cho nhiệt độ tăng mạnh tùy từng khu vực. Tuy nhiên, từ ngày thứ Tư, ngày 13 tháng 4, do ảnh hưởng bởi rãnh áp thấp có xu hướng dịch chuyển xuống phía nam, gây ra một đợt mưa nhỏ mưa vừa cho các khu vực ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Trung. Trong ngày hôm nay cho đến ngày mai, nhiệt độ ở các khu vực của Bắc Bộ có xu hướng gia tăng, nhiều nơi xảy ra nắng nóng. Dự báo trong đêm nay từ chỉ còn rất nhẹ về đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thấp nhất hầu khắp khu vực Trung Du và Đồng Bằng từ 17 đến 20 độ. Sáng đến ngày mai, trưa chiều trời hửng nắng, với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành phố Bắc Bộ sẽ tăng lên cao từ 29 đến 32 độ. Riêng một số nơi như Lai Châu, Điện Biên hay là Sơn La có nắng mạnh từ sớm, nên nhiệt độ ở mức cao duy trì từ 31 đến 33 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Trung Bộ, vùng áp thấp phía Tây cũng mang đến cái nắng nhiều hơn cho các tỉnh thành miền Trung. Nền nhiệt trong ngày hôm nay cũng như ngày mai trên các tỉnh thành phố của miền Trung đều tăng lên rõ rệt. Ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là những nơi có nắng mạnh từ sáng, nên nhiệt độ trong ngày tăng mạnh, phổ biến trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn từ 29 đến 32 độ. Lưu xuống phía Nam, đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam hoạt động sớm, mưa dông diện rộng sẽ gia tăng ở nhiều khu vực từ ngày 15 tháng 4 trở đi. Trong ngày hôm nay và ngày mai cũng là một ngày nắng sớm, thời gian nắng kéo dài với cường độ mạnh, vì thế nền nhiệt ở hai khu vực này đều tăng cao. Ở khu vực vùng cao Tây Nguyên có mức nhiệt từ 29 đến 32 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng tăng lên mức từ 32 đến 34 độ. Nắng nóng xuất hiện trở lại ở một số nơi ở miền Đông như các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai với mức nhiệt xấp xỉ trên 35 độ.